thiên thần trên bầu trời ca vang lên, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Kính thưa cha, kính thưa quý sơ, kính thưa toàn thể quý vị cử tọa ngày hôm nay, đó cũng chính là lời mà ca đoàn của giáo quân Tháp Rông đêm nay cùng đến với giáo họ chúng ta trong đêm chào mừng, chào kính và chờ đợi đấng cứu thế đến. Đây, ca đoàn giáo quân Tháp Rông với hợp xướng vinh danh Chúa do ca trưởng John Bautista Nguyễn Văn Tám. Đây, ca đoàn giáo quân Tháp Rông xin kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.